Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã quán triệt mục đích và yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Hội nghị lần này lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gồm ông Dương Đình Liễu và bà Tăng Hoàng Hôn Thắm. Kết quả ông Dương Đình Liễu đạt 60/64 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm đạt 59/64 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.